Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả mọi người về một kết cấu phần dầm móng của một mẫu nhà cấp 4. Đó thì trên màn hình mọi người có thể quan sát thấy là toàn bộ phần dầm móng đây. Thì chia sẻ video này thì mọi người nhìn rất dễ là dễ hình dung về công năng sử dụng của mẫu nhà này. Thì mình cũng xin được chia sẻ với tất cả mọi người thì mẫu nhà này có tổng thể chiều ngang là 8m20. Đấy, và chiều sâu là tổng thể là 10m60. Đó, và với công năng sử dụng là một phòng khách kết hợp với phòng thờ và 3 phòng ngủ nhé cả nhà nhé. Đó, thì là mình xin được chia sẻ với mọi người như vậy. Thì là để về chi tiết về kích thước tất cả các phòng và chi tiết về kết cấu phần sắt thép móng thì mình sẽ review vào gần hơn để cho mọi người xem, mọi người tham khảo nhé. Đó, thì là phần vị trí trên màn hình đây là vị trí của phần sảnh hiên này. Đấy, và vị trí đây sau này sẽ là cửa chính này. Đấy, thẳng vào trong kia sẽ là không gian phòng khách kết hợp với phòng thờ. Đấy, không gian phòng khách kết hợp phòng thờ này. Thì cái diện tích của không gian phòng khách kết hợp với phòng thờ này thì có tổng thể chiều ngang là 4m20 sử dụng bên trong nhé cả nhà nhé. Đấy, và chiều sâu là 8m50. Đó, 8m50 chiều sâu và chiều ngang là 4m20. Đấy, vị trí bên này, đấy, vị trí phần gian thò đây. Đấy, vị trí phòng này thì diện tích 12m2 nhé cả nhà nhé. Đấy, hơn 12m2 một chút. 12m trên 12m2 một chút thì tổng thể chiều ngang sử dụng bên trong của vị trí buồng ngủ số 1 này thì 3m50 và chiều sâu cũng là 3m50 nhé cả nhà nhé. Đấy, tiếp đến là buồng ngủ số 2. Thì mẫu nhà này là mẫu nhà hộp hai gian, một bên là phòng khách và một bên là một dãy 3 phòng ngủ liền kề. Đấy, vị trí buồng ngủ số 1 này. Đó, trên màn hình mọi người có thể quan sát thấy. Và vị trí buồng ngủ số 2 thì buồng ngủ số 2 này có diện tích nhỏ hơn. Đấy, 10m2 nhé cả nhà nhé. Đó. Trên 10m2 một chút. Đấy, chiều ngang sử dụng là 3m50. Chiều sâu là 3m. Đấy, và vị trí buồng ngủ số 3 đây. Đấy, trên màn hình mọi người có thể quan sát thấy là vị trí buồng ngủ số 3. Đấy, buồng ngủ số 3 này thì là diện tích như buồng ngủ số 1. Đấy, chiều ngang là 3m50 và chiều sâu cũng là 3m50 nhé. Đấy, với tổng thể diện tích lên đến sau này lên trên phần mái tính cả le thì tổng diện tích rơi vào 90m2. Đó. Đấy, review góc quay này thì mọi người có thể hình dung. Đấy, phần sảnh hiên đây. Đấy, phần sảnh hiên trên màn hình mọi người để quan sát thấy này. Đấy, đi vào sẽ là không gian phòng khách này. Đó. Đấy, vị trí dãy bên kia thì vị trí 3 phòng ngủ này. Đó. Thì xin được chia sẻ mọi người. Đây, phần dầm móng này chuẩn bị được đổ phần bê tông. Thì bê tông sử dụng cho phần dầm móng này là bê tông thủ công. Đó. Thì để chia sẻ về kết cấu chi tiết thì xin được chia sẻ mọi người đây. Đây, mọi người có thể quan sát thấy là góc quay này. Đó, phần dưới là phần đế móng này. Đấy, phần dưới là phần đế móng này được đổ dày là dao động 35 đến 40 cm bê tông. Đó, 35 đến 40 cm bê tông. Hệ móng này người ta gọi là móng băng nhé cả nhà nhé. Đấy, móng băng. Móng băng, móng hào. Đấy, còn nếu như mà móng bè là sẽ phải đổ toàn bộ không gian tổng diện tích 90m2 này, sau đó là lên hộp dầm thì gọi là móng bè. Đó, thì là sau khi đổ hộp dầm thì là phần sắt thép, cốt thép sắt của mẫu phần dầm móng này là dầm 500 nhé cả nhà nhé. Đấy, nhưng mà vì lý do là chiều cao nên đến cốt 00 chưa đạt nên là gia chủ đã lựa chọn là thi công xây thêm phần gạch và nhân tiện đổ bê tông luôn để bê phần đất trong hệ nền để lên cốt 00. Đó, thì đây phần sắt thép đây. Đấy, phần sắt thép đây, chân cột này. Đấy, phần cột cứng này nhá, thì toàn bộ mẫu nhà này sẽ được thi công là toàn bộ hệ kết cấu là hệ cột cứng. Đấy, sau này đổ mái sẽ là dầm bo. Đấy, và đổ mái bằng nhá. Đấy, thi công hệ đổ cột cứng, sau đó là thi công xây tường, xây tường lên. Đó, bên trên là được đổ dầm bo và đổ mái bằng hết toàn bộ. Đấy, phần răng móng này. Răng móng này thì đây, mọi người lại quan sát thấy hệ đai này. Thì với những hệ răng của móng móng băng. Đấy, móng băng chịu lực đều. Đấy, thì phần sắt thép đây. Đấy, được thiết kế là phần hệ răng móng là 500. Đấy, 500. Đây. Chiều cao là cái chiều cao của hộp răng là trên 50 nhé cả nhà nhé, trên 50. Đó, chiều cao hộp rằng trên 50 bởi vì là be đất. Đấy, xây cơi lên để be đất trong không gian nền để lên cốt 00 cho đạt chuẩn.
đấy. Còn về cốt sắt đấy thì chiều ngang của dầm này đấy, chiều ngang của dầm này nhá, tổng thể là rộng 26 cm đấy, chiều cao thì lại là 65 cm đấy, chính xác nhá, chuẩn chỉ chiều cao là chỉ là 50 thôi đấy, nhưng mà xây thêm hai hàng gạch nữa để đổ bê tông và để bó phần phần đất trong nền này để lên cốt không không cho chuẩn chỉ. Đó thì là phần sắt thép đây. Đấy thì là các trục đường dài này. Đấy, các trục đường dài này cả nhà nhé. Các trục đường dài này và toàn bộ các trục đường dài là được chạy toàn bộ là 6 cây thép chủ. Đấy, 6 cây thép chủ. Đấy, 4 cây phi 18. Đấy, 4 cây phi 18 này. Đấy, 1 cây, 2 cây, 3 cây và 4 cây. Đấy, 4 cây phi 18 và 2 cây phi 16 để cấu tạo nên một hộp dầm. Đó, có nghĩa là tổng thể các trục dài là toàn bộ là chạy 6 cây. Đấy, 6 cây thép chủ cấu tạo nên hộp dầm 500 này. Thì cái rộng bề đai phần đai này là rộng 20 cm và cao 50. Đấy, rộng 20 và cao 50. Đó thì mọi người có thể quan sát thấy. Thì phần đai cách đai này. Đấy, đai cách đai này. Đấy, mình mô tả cho mọi người dễ hiểu là đai cách đai chứ không phải là A hay B hay C gì để trong bản vẽ thiết kế gì để cho mọi người hình dung và khó hiểu hơn. Đấy, đai cách đai này. Đấy, là 17 đến 18 cm bởi vì trong khi buộc là sẽ có sự dao động 17. Đấy. Đấy, gọi là A 17 đây. Đấy. 17 nhé cả nhà nhé, cách 17 nhé. Đây phần đế cột đây. Phần chân cột này. Đấy, phần chất cột cột này. Đấy, phần thép cột được cấu tạo là 4 cây, 4 cây sắt phi 16. Đấy, 4 cây sắt phi 16 nhá. Đấy. Đây phần đai là 17 này. Đấy, phần đai vuông 17 nhá. Đấy, sau này phần cột này sẽ được thi công một đổ cột bê tông. Đấy, buộc đai đổ thi công cột. Đó sẽ là cột 20, 4 cây sắt. Đấy, thì là tổng thể kết cấu khung cứng thì mọi người có thể quan sát thấy này. Tất cả các góc. Đó, toàn bộ tất cả cả các góc nhá đều có cột bê tông. Đấy, cột khung cứng. Đấy. Thì mọi người có thể quan sát thấy này, như mẫu nhà này với công năng sử dụng. Đó, như mẫu nhà này với công năng sử dụng là một phòng khách này với 3 phòng ngủ. Đấy, một phòng khách với 3 phòng ngủ. Thì tổng thể kể cả vị trí phần cột thiên sạch kia tổng thể là 12 cây sắt. Cột nhá. Đấy, tổng thể sau này sẽ là hệ cột cứng sẽ là 12 cây. Đấy, 12 cây cột bê tông. Đấy, sau này sẽ thi công là tổng thể chiều cao lên đến từ mặt nền này lên đến mặt trần mái bên trên nhé. Sau khi đổ phần mái xong nhé sẽ là tổng thể chiều cao là 4m1. Đấy, tổng thể chiều cao là 4m1 nhé cả nhà nhé. Đó thì là toàn bộ phần phần răng móng này hết tổng thể. Đấy, tổng thể là 22 cây sắt phi 18. Đó, 22 cây sắt phi 18 nhé cả nhà nhé. Đấy, tổng thể hết 22 cây sắt phi 18. Và phần răng móng đây thì cái phần sắt phi 16 này. Đấy, sắt phi 16 này hết tổng thể là 8 cây. Đó, cái đường trục đằng sau này. Đây mình sẽ review này. Đường trục dài này. Đấy, và đường trục dài này. Có nghĩa là đường trục 10m60 sẽ là được sử dụng là 6 cây sắt. Đấy, và đường trục ngang 8m20 đằng sau cũng được sử dụng là 6 cây sắt. Đây, mọi người phải quan sát thấy. Đấy, 6 cây này, 2 cây 18 và 2 cây 16. Đấy, 3 cây trên và 3 cây dưới. Đấy, riêng vị trí từng ngăn này. Đấy, các vị trí từng ngăn thì được sử dụng là ở đây mình sẽ đứng ra góc quay này, được sử dụng là 4 cây. Đấy, 4 cây sắt phi 18. Đấy, 4 cây sắt phi 18. Đây. Đây vị trí này. Đấy, chỉ là 4 cây thôi. 2 cây trên và 2 cây dưới. Đó. Thì đây, sang vị trí trục chính đường dài này. Đó, tổng thể là 6 cây. Đấy, mọi người hãy quan sát 6 cây. Và toàn bộ phần đai được bẻ đều, buộc đều hết như nhau. Đấy, 17 hết. Đó, toàn bộ 17 hết. Thì cái phần răng móng này thì xin được chia sẻ mọi người là chiều ngang của mẫu nhà này là 8m20. Đấy, và chiều sâu tổng thể luôn là 10m60. Thì cái phần sắt thép của hộp dầm hết tổng thể đó là 22 cây sắt phi 18. Đấy, 22 cây sắt phi 18 nhé cả nhà nhé. Đấy, và 8 cây. Đấy, 8 cây phi 16 tăng cường. Đó, các dọc trục trục dầm chính. Đấy, phần sắt thép cột thì hết tổng thể. Đó, thì là phần sắt thép cột này kể cả chờ lên mái, mái chống nóng bên trên thì xin được chia sẻ mọi người hết tổng thể là 24 cây nhé cả nhà nhé. Đấy, 24 cây sắt phi 16. Đó,
thì phần sắt thép tổng thể phần đai này. Đấy, phần đai này rơi vào phần đai cột. Đó, phần đai cột và phần đai dầm. Đấy, tổng thể hết hơn một tạ. Đấy, rơi vào một tạ 3 sắt nhé cả nhà nhé. Đấy, rơi vào một tạ 3 sắt đai. Thế nên phần đai này sử dụng là đai sắt 6 nhé cả nhà nhé. Phần bê tông để hoàn thiện phần móng của mẫu nhà này. Xin được chia sẻ với tất cả mọi người thì toàn bộ phần bê tông thì tổng thể hết là 24 khối nhé cả nhà nhé. Đó, 24 khối. Đó, thì toàn bộ tổng thể. Ví dụ phần hộp răng. Đấy, phần đế bên dưới này. Đấy, phần đế bê tông bên dưới là hết tổng thể 15 khối. Đó, và phần hộp răng này hết tổng thể là 9 khối nhé cả nhà nhé. 9 khối phần hộp răng này nhé. Đấy, và 15 khối phần đế bên dưới. Đấy, phần đế bê tông bên dưới nhé. Đó, thì là mình xin được chia sẻ với tất cả mọi người về toàn bộ kết cấu của phần răng móng của mẫu nhà cấp 4 để cho mọi người xem, mọi người tham khảo để mọi người có thêm được nhiều sự lựa chọn hơn trước khi bắt tay vào thiết kế, thi công, xây dựng cho mình những mẫu nhà ưng ý nhất nhé. Đó, là mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người.